Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị ủng hộ cuộc sống ở Mỹ, Nebraska Nhớ like, follow, subscribe, ủng hộ ha Thì có một số video mình có từng nói đó Những người Việt Nam khi mà định cư qua bên Mỹ này 2 năm, 3 năm là mình có thể sở hữu được một căn nhà ha Tuy nhiên khi mà nói một cái vấn đề này 2 năm, 3 năm sở hữu một căn nhà thì sớm một số người Đặc biệt là những vùng giống như là Cali, New York, Washington, Oregon, Hawaii Nói, nói chung là những cái vùng mà nhà cửa, đất đai nó mắc mỏ đó thì người ta sẽ cho là mình nói không đúng sự thật mà đối với những vùng, vùng đó thì thật sự mình không biết khi nào mình sở hữu được một căn nhà luôn ha tại vì nhà cửa bên đó rất là mắc 500 ngàn trở lên thành thử là người ta nói là đúng vấn đề ở đây mình nói là những cái nơi mình đang sống là những cái tiểu bang nhỏ ít người giá nhà nó rẻ hơn so với những cái vùng đó những cái nơi giống như là Nebraska, Iowa, Indiana, ha Wyoming những cái tiểu bang á mình nói ra có thể nhiều người đó, thậm chí ở Mỹ luôn người ta cũng không biết ở đâu nữa ha? tại vì nó rất là nhỏ dân số rất là ít nhưng mà có cái là công an việc làm rất là nhiều nhà cửa rất là rẻ ha 100 ngàn 200 ngàn 300 ngàn đều có mình, nhiều giá khác nhau thành thử mình có thể sở hữu được một căn nhà rất là sớm 2 năm 3 năm tùy theo ha để mà đủ điều kiện mua một căn nhà bên đây á mặc dù mình trả góp nhưng mà để đủ điều kiện thứ nhất là mình phải có công an việc làm ổn định thứ hai á, là mình phải khai thuế của hai năm trước đó giấy khai thuế hai năm trước đó thì hàng năm cuối năm là mình phải đi khai thuế báo với nhà nước là một năm mình làm bao nhiêu tiền thì nó kêu là giấy khai thuế của mỗi năm thì mình phải có giấy thuế hai năm trước đó hai năm đây không có nghĩa là mình phải ở đúng hai năm mà cái năm đầu tiên có thể mình làm chỉ một vài tháng khi mà mới qua miễn mình có giấy thuế của cái năm đó đó là giấy thuế của hai năm trước đó cộng thêm một cái điểm tín dụng mà cái điểm tín dụng này là có một số người khi mà mới qua người ta không rõ do đó khi mà đi mua nhà đó sẽ thiếu cái điều kiện này ha. Cái điểm tín dụng đó do đó những người nào mà có ý định mà mới mua nhà muốn mua nhà đó mà mới qua Mỹ đó thì nếu mà mình có ngân hàng, mình vào ngân hàng mình xin, mình nói với người ta mình muốn mua muốn làm thẻ tín dụng CQ credit card ha. Cái này á mình không có điểm thành thử là mình bỏ tiền ra mình tạm ứng trước nó kêu là mình đặt cọc á thì khi vài tháng sau 6 tháng gì nó sẽ trả tiền lại cho mình nhưng mà mình sẽ có điểm tín dụng nó kêu là CQ credit card thì đó là cách mà mình làm, làm cái điểm tín dụng để mà mình đủ điều kiện mua nhà không nữa thì vào cái trang là Capital One cái cái, cái công ty tín dụng này hầu như nó chấp nhận cho rất là nhiều người mới nó cho số tiền chỉ số là ít thôi là một hai trăm hai trăm đô thôi nhưng mà đó là một nơi mình bắt đầu về cái điểm tín dụng ha. Thì đó là cách mà mình là làm điểm tín dụng để khi mua nhà mình không bị trở ngại. Cảm ơn quý vị, hẹn lại những video kế tiếp nha.